Mọi người dùng bữa trưa của chuyến tàu từ Nam ra Bắc của ba chiến binh nhà tôi, và hai là có thêm các bác cùng đồng hành này, bác gì nhỉ, bác Tuyết nhà ở Huế này, còn đây là vợ chồng bác Tuấn Hòa ở quê ở Thanh Hóa này, và ở Bình Dương thì nhỉ. Ok, nào chúng ta hãy cùng nâng ly nào, cùng đi xe đạp này. Vâng, ok. À, rất là ngon. Vâng, mọi người nhìn thấy cơm suất trên tàu bữa trưa 4 tỷ một suất cơm này. Thống nhất. Vâng, hai là bia đầy đủ nhá, không thiếu thứ gì cả. Đây là một trải nghiệm rất thú vị nhá. Vâng. Ok, chúc mọi người cùng bữa trưa với gia đình vui vẻ nhá. Xin tạm biệt. Bye bye đi. Bye bye. Vâng.